Giang Sơn Hữu Ba Thục, Đống Vũ Tự Tề Lương. Vì máy bay bị trễ nên lúc chúng tôi tới Ba Thục đã hơn 11 giờ đêm. Bọn tôi chia nhau ra nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, mọi người đi ăn sáng. Tôi cứ tưởng thiên đường ẩm thực này thì đồ ăn sẽ rất phong phú, nào ngờ khá ít lại. Toàn là cháo dưa chua, sữa đậu nành các thứ. Người dung thành sống nho nhã, đồ ăn đêm mới phong phú. Nhiều người coi bữa ăn đêm là bữa sáng. Ở đây họ còn có tên riêng là bữa ăn sáng lúc đêm khuya. Ăn sáng xong, Tiểu Thi cùng Tiểu Đoá đi mua sắm, Bảy Dô cùng Cà Lam về phòng ngủ tiếp. Tôi cùng lão Hắc Hồng Gia đến tiệm cầm đồ. Vừa bước vào đã thấy một cô gái trẻ đang lười biếng ngồi trước quầy. Vừa thấy gái đẹp, Hồng Gia lập tức thấp giọng nói hai người đừng cử động, cứ để tôi. Chào người đẹp ơi, cho hỏi đây có phải tiệm cầm đồ cắn không? Thằng nhỏ đi mắt có đờ mà mi. Chữ ngoài cửa to đại trang mà không chịu à? Mời sáng sớm đã ô nào. Rốt cuộc Mi Ưng Chi đây? Người đẹp đừng vội, nói chậm thôi. Nói nhanh quá tôi không hiểu. Thiệt là mệt mỏi. Tôi nói anh đẹp trai. Có chi thì nói, có dám thì xì. Đừng dài dòng. Người đẹp, tôi muốn tìm ông chủ của cô để chụp một món đồ. Nó nói sớm, lắm mồm hị. Cao Văn Lượng có người kêu. Có chuyện chi? Ông chủ Cao là như này. Dì tôi có cầm bức tranh ở đây, nên nhờ tôi tới chụp lại. Tôi biết cái này, nhưng xin lỗi, đơn này đã quá hạn chụp rồi. Đúng Cao lão bản, tôi cũng biết đã quá hạn. Anh xem như này có được không? 3 ngày quá hạn kia, anh có thể tính lãi riêng. Nếu anh thấy lãi ít quá, thì tôi sẽ đưa anh thêm một khoản bồi thường. Như vậy anh thấy ổn không? Vấn đề bây giờ không phải là có ổn hay không. Quá hạn ngày thứ hai là tôi đã bán rồi. Mấy người hiểu chưa? Ông chủ vậy cho tôi biết, ông bán cho ai rồi vậy? Vậy có được không? Ê Mi ngon Mi, Mi là ai mà ra lệnh cho ta nói Mi? Thằng nhỏ lắm mồm. Cút cút cút. Hồng Gia nghe vậy thì rất bực mình. Tôi vội bước tới kéo Hồng Gia ra khỏi quầy. Chuyện này là do bọn tôi quá hạn, có gây chuyện cũng không ích gì. Hay là nghĩ lại xem có cách nào khác không. Đi, chúng ta về tìm Tiểu Đoá, nhờ Tiểu Đoá đi trộm hạ sách đó. Trung Huệ cũng ở Ba Thục, để tôi gọi hỏi cô ấy trước thử. Tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Lát tôi gửi địa chỉ cho, rồi chúng ta gặp nhau. Được. Lão Hắc có tới Ba Thục cùng anh không? Có, lát bọn tôi sẽ cùng tới. Được rồi, được rồi. Chỗ Trung Huệ hẹn là bà bá trà ở công viên. Tôi tưởng bà bá trà là một quán trà. Đến nơi tôi mới biết hóa ra là nơi uống trà ngoài trời. Thấy bọn tôi tới, cô ấy liền đứng dậy, rồi vội gật đầu với tôi, rồi lại đưa tay về phía Lão Hắc. Lão Hắc, chúng ta lại gặp rồi. Lão Hắc ngơ ngác, rồi lao tay lên quần. Sau đó mới mỉm cười, bắt tay với Trung Huệ. Trung Huệ, cô cũng nên bắt tay với tôi, hoặc ông cái chứ. Dù sao, chúng ta cũng từng là đồng đội chiến hào mà. Trò chuyện vài lời, tôi đi thẳng vào vấn đề, kể ngắn gọn lại chuyện xảy ra ở tiệm cầm đồ. Vừa dứt lời thì Trung Huệ liền nói, chuyện đó tôi cũng không để ý lắm, nhưng tôi cũng do hỏi rồi. Gần đây hình như Cao Văn Lượng gặp rắc rối. Thực ra tôi nghĩ chúng ta có thể bàn với anh ta. Nếu giúp anh ta giải quyết rắc rối, thì có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội. Rắc rối gì cơ? Sở Lục, anh biết lão bại gia không? Không, vậy cậu biết đạo môn không? Tôi gật đầu. Tất nhiên tôi biết đạo môn, một trong bát môn. Từ xưa đến nay, truyền thuyết về đạo môn luôn rất nhiều. Ví dụ nếu tôi nhắc đến hai cái tên Xin Tiểu Thố cùng Hạng Đoàn Đoàn tác giả chuyện đạo môn, thì chắc nhiều người sẽ biết. Tuy nhiên đạo môn làm nhiều thứ, chứ không phải mỗi mảng này. Lão bại gia này rất có tiếng trong đạo môn, tự xưng là đạo môn quan ngoại đệ nhất cao thủ. Nghe nói người này am hiểu địa lý, biết xem thiên tượng, căn cứ nhật nguyệt tinh đầu, rồi dùng la bàn trong tay là xác định được vị trí mộ. Mấy năm nay mộ ở quan ngoại đều do ông ta tìm ra. Vậy sao ông ta không ở quan ngoại mà tới Ba Thục vậy? Nghe nói đồ đệ của ông ta gặp chuyện bị bắt, ông ta sợ liên lụy nên tới Ba Thục trốn một thời gian. Còn vì sao ông ta bị gọi là lão bại gia? Là vì ông ta nghiện cờ bạc. Nghe nói ông ta chơi rất lớn, thua vài trăm vạn là bình thường. Nghe đâu có hai lần thua hơn 1.000 vạn. Nhiều khi không có tiền liền đem đồ trong mộ cổ ra cầm, giá cầm cũng thấp hơn giá thị trường nhiều. Vậy ông ta liên quan gì tới Cao Văn Lượng? Lão bại gia từ quan ngoại tới Ba Thục, không mang theo tiền, sau đó đã tới tiệm cầm đồ cắn khôn của Cao Văn Lượng, dùng mấy món đồ đem theo cầm cho Cao Văn Lượng với giá 3.000 vạn. Mặc dù Cao Văn Lượng làm nghề cầm đồ, nhưng lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Nhưng hắn ta tham lam món hời này, còn nghĩ lão bại gia sẽ không tới chụp đồ về, thì Cao Văn Lượng sẽ giàu to. Thế là Cao Văn Lượng chạy đông chạy tây, tìm bọn cho vay nặng lãi, mới gom đủ 3.000 vạn. Nhưng nào có ngờ, những đồ cổ này đều là hàng giả. Tôi vừa nhìn là thấy Cao Văn Lượng rất tinh danh, hơn nữa còn chuyên buôn bán đồ cổ, mà sao lại bị lừa được? Trách thì trách hắn quá tham lam. Ban đầu Cao Văn Lượng rất thân với giới đạo môn, nên hắn nghĩ đồ của lão bại gia đều đào từ mộ ra, nên chắc chắn là thật. Nhưng hắn nào ngờ, lão bại gia ngoài là cao thủ đạo mộ thì còn là cao thủ làm đồ giả. Đồ ông ta làm khó phân biệt thật giả. Bây giờ hắn đã cùng đường, không có cách xoay chuyển. Dù có đi tìm lão bại gia, thì lão bại gia cũng không thừa nhận. Sở Lục, tôi biết lão bại gia ở đâu, cũng biết ông ta hay tới sòng nào chơi. Anh nói xem, nếu dùng thiên thuật của anh giúp Cao Văn Lượng giải quyết vấn đề này, vậy liệu hắn có đồng ý cho chúng ta chụp tranh về không? Nhưng giá trị của bức tranh đó đủ để cho hắn đủ đáp lại mất mát lần này rồi. Cô nghĩ hắn có đồng ý không?
Không, hắn ta vay nặng lãi, nên tiền đó cũng chưa chắc đủ để hắn trả lãi đâu. Đồng thời còn có một vấn đề khác nữa. Điều hắn sợ là một khi chuyện này lộ ra ngoài, mất mặt thì không sao, nhưng đường làm ăn sẽ không còn nữa. Được, vậy chúng ta bàn với Cao Văn Lượng xem sao. Khi gặp lại Cao Văn Lượng, hắn vẫn ngồi trong tiệm cầm đồ uống trà thở dài. Bọn tôi đi vào, Cao Văn Lượng lập tức bất mãn nói: đám nhóc bọn mày sao lại tới nữa rồi? Ông chủ Cao, lần này tìm ông là muốn hợp tác với ông. Hợp tác ư? Ta với các người thì có gì mà hợp tác? Tôi liếc nhìn Trung Huệ, Trung Huệ lại đem chuyện của lão bại gia cùng Cao Văn Lượng kể lại. Khi kể xong, Cao Văn Lượng ngạc nhiên: sao cô lại biết mấy chuyện này? Thực ra tôi cũng hơi lạ, sao Trung Huệ lại biết nhiều chuyện của giới giang hồ như vậy? Ông chủ Cao, tôi có thể nghĩ cách đi giúp ông giải quyết chuyện của lão bại gia. Nếu được thì để tôi chụp lại đồ. Tất nhiên tiền lãi vẫn sẽ trả đủ. Nếu không được, đối với anh cũng như bây giờ, chẳng mất mát gì. Huynh đệ, nếu cậu mà làm được chuyện này thật thì tôi sẽ trả lại đồ còn miễn cả tiền lãi. Được, vậy chốt như vậy đi. Nói chuyện xong xuôi, bọn tôi tới tiệm cầm đồ. Lão bại gia hiện đang ở Tiên Bồng, cách Dung Thành hơn 60 km. Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta tới Tiên Bồng. Lão bại gia này mỗi ngày đều đi khiêu vũ các thứ, không thì kiếm ăn ở một sòng bạc nhỏ. Muốn tìm ông ta thì không khó. Trò chuyện một lúc, chúng tôi liền về khách sạn. Vừa vào phòng, điện thoại của tôi reo, lấy ra xem thì ra là Tề Lam. Trước đó ở Hà Bắc, Tề Lam tận mắt thấy người thân chết thảm, mà mọi chuyện đều liên quan tới tôi. Sau lần đó, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ là người xa lạ, không liên lạc nữa. Nhưng không ngờ, cô ấy lại gọi điện cho tôi. Lúc trò chuyện, tôi phát hiện Tề Lam đã thay đổi. Ngày xưa mỗi lần nói chuyện, cô ấy luôn cho tôi cảm giác dịu dàng nho nhã, nhưng bây giờ cô ấy tràn đầy tự tin. Tề Lam nói với tôi, cô ấy đã bỏ hết chuyện ở Hà Bắc, cũng đối mặt được với tôi rồi. Hơn nữa sắp tới cô ấy sẽ tới Đại Lục công tác và sẽ tìm tôi. Sau khi cúp máy, trong phút chốc tôi cảm thấy lạc lõng. Không biết tại sao, lời nói của Tề Lam khiến tôi cảm thấy trống rỗng, mất mát. Tề Lam không chỉ quên chuyện ở Hà Bắc mà còn rũ bỏ tình cảm phá kén trùng sinh. Tôi đem mừng cho cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Hôm sau bọn tôi cùng Trung Huệ đi thẳng tới Tiên Bồng. Trên đường đi tôi chợt nhớ ra một việc, liền hỏi Trung Huệ: Trung Huệ, xong mà lão bại gia kia hay chơi là của Đỗ Vương Bà Thục, Đỗ Như Hoa à? Không, thành Tiên Bồng khá ít người, không có sòng lớn, chỉ là sòng nhỏ, chuyên dụ khách du lịch thôi. Lý do tôi hỏi vậy là vì tôi nghe nói Trịnh Như Hoan cùng Tần Tứ Hải là anh em kết nghĩa. Chúng tôi làm ra chuyện lớn như vậy ở Phụng Thiên, vừa quay đầu lại tới chỗ Đỗ Như Hoan, khác nào đâm đầu vào lưới. Tới được Tiên Bồng, trời cũng tối, chúng tôi định tới sòng xem thử. Kết quả là còn chưa đi, Trung Huệ bận nghe điện thoại, nói xong vài câu cô ấy cúp máy, rồi nói: hôm nay em là không được rồi, Tiên Bồng bị kiểm tra nên sòng đóng cửa rồi, xem ra phải đợi ngày mai. Nhưng có thể tới vũ trường mà lão bại gia hay đi cũng được, ít nhất cũng xem thử ông ta trông như nào. Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh nào, cậu vội gì vậy? Cả Lam, không phải cậu muốn gái, muốn tình yêu ư? Vậy thì tới vũ trường với Hồng Gia, vài tệ là mua được 3 phút vui vẻ rồi. Anh hay, anh hay, hay vậy á hả? Sao cậu biết nhiều thế? Nói cái khác thì Hồng Gia không dám chém, chưa nói chuyện liên quan đến phụ nữ thì Hồng Gia là chuyên gia đó. Kiểu nhảy này gọi là xông sơ, ở Trường An thì là nhảy đèn mờ, khó nói rõ lắm, cứ tới đó là biết liền à. Đúng rồi, đừng dẫn ba cô bé này đi theo, ảnh hưởng chúng ta ra tay lắm. Tiểu Thi cùng Tiểu Đoá không đi, bởi vì chỉ có Trung Huệ biết lão bại gia nên Trung Huệ phải đi theo. Sau khi đến nơi, Hồng Gia vội vàng kéo cả Lâm ra chỗ nhảy, nhưng Bảy Dô thì không động đậy. Hồng Gia liền quay lại gọi: còn đợi cái gì nữa, tôi thấy chuyện này không ổn lắm. Tôi đây, nói ngắn gọn, giữ mình như ngọc. Nơi Lemon, lão Hắc bên đó có em gái xinh lắm, nào tôi đưa anh đi làm quen. Lão Hắc quen nghe theo ý của Hồng Gia nên liền đi theo Hồng Gia. Đợi một chút, tôi nhảy với anh. Tôi không biết nhảy. Không sao, tôi cũng không biết, đi. Sau đó không đợi lão Hắc phản ứng, cô ta liền kéo lão Hắc đi. Ba bọn tôi tìm chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì thấy một cô gái xinh xắn đi về phía bọn tôi. Xoái ca, nó vô nhảy cho vui à? Ngoài khiêu vũ còn làm gì nữa không? Giữa phải coi anh ưng làm chi nữa, chi cũng được nì. Bíp 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 bíp. Không hiểu, nói tôi nghe là ý gì đi. Hồng Gia tiếp tục chém gió với cô gái. Lúc này lão Hắc cùng Trung Huệ đã quay lại. Hắn ta tới rồi, là người đeo kính vừa bước vào. Cách ăn mặc này, khí chất này nào có giống người đạo môn chứ, mà giống một học giả. Sự xuất hiện của lão bại gia khiến mấy cô em xung quanh đều đứng dậy đi về phía lão bại gia. Người vừa rồi còn tán tỉnh Hồng Gia, lúc này cũng không để ý Hồng Gia nữa mà đi tới chỗ lão bại gia. Người gầy gầy đi với ông ta là chủ sòng bạc Tôn Diệu. Gần đây hắn kiếm không ít tiền từ chỗ lão bại gia, cho nên tiếp đãi lão bại gia cũng rất nồng nhiệt. Hồng Gia, cô em kia cứ vậy mà đi rồi, cậu chịu được à? Tất nhiên là không rồi, vậy thì đi thôi. Người đẹp, có ai như em đâu, bạn anh còn chưa nói chuyện xong mà em đã để cậu ấy lại một mình rồi bỏ đi. Mấy người nhỏ nhảy, nó trả giá thì nói với mấy người mân chi. Giờ trả nè, 100 tệ 3 bài, có được không? Người quan đông à huynh đệ? Đồng hương một nửa, nhưng cô gái này mấy ngày nay phục vụ tôi. Các cậu đổi người đi, đừng đi đâu cả, hôm nay anh bao cả tiệm. Giá thì theo giá hắn trả luôn. Xin lỗi nhà đồng hương, huynh đệ tôi thích cô em này. Như này đi, hôm nay tôi cũng bao cô 500 tệ 3 bài. 500. Vừa dứt lời, người xung quanh không ai nhảy nữa, mà tò mò chạy tới xem. Phải biết, thu nhập một đêm của những cô gái này còn không tới 500 tệ. Chú ý, bối cảnh lúc này là những năm 2000. Huynh đệ, cậu nhất định phải tranh với tôi à? Không là ông cướp trước.
Trước đó, hai thằng bay nó biết sống chết à? Dám ở đây so tiền với tao? Bay mù rồi à? Bọn bay không đi hỏi thử coi rượu ra tao làm chi à? Chút tiền của bay còn nọ đủ để rượu ra nhét răng. Tiền đâu phải là thứ gì to tát đâu. Dám tiêu tiền thì mới to. Yên tâm còn nữa đây. Vừa nói Hồng Gia lấy ra thêm 2 cọc, rồi lại ném lên trời, vừa ra tay đã mất 3 vạn. Soái ca đừng có như dứa. Em đi với anh là được mà. Hai huynh đệ, sao vì một con em mà mất hòa khí nhỉ? Nào qua đây ngồi đi. Chúng ta cùng kết bạn. Tối nay tôi mời. Tôi cùng Hồng Gia nhìn nhau, cá đã mắc câu, chúng tôi cũng liền ngồi xuống. Tiếp theo là uống rượu trò chuyện. Chẳng bao lâu Tôn Diệu đã nhắc tới cờ bạc. Không cần tốn sức, bọn tôi đã thành công hẹn được ông ta sẽ cùng chơi vào ngày mai. Ngày hôm sau vì không có gì làm nên tôi đề xuất leo núi Thanh Thành. Tôi nghĩ mọi người sẽ đồng ý. Không ngờ ngoài Tiểu Đoá cùng Tiểu Thi thì mấy người còn lại không chịu đi. Hết cách nên ba bọn tôi bèn tự đi. Vì không phải cuối tuần nên núi khá ít người. Mới leo được một lúc, đột nhiên nghe giọng một người đàn ông từ phía sau. Hôm nay trời mưa, mấy đứa không đem theo áo mưa coi chừng bị ướt đó. Ông không phải cũng không mang áo mưa à? Ta không cầm nhưng có người cầm dùng rồi. Nhờ nhé, hôm nay trời mưa. Nói xong người đàn ông liền đi thẳng vượt qua bọn tôi. Ba chúng tôi đều không để ý, tiếp tục leo núi. Đi được một lúc, đến đạo quán thì thấy hai người vừa nhắc chúng tôi đem áo mưa, đang nói chuyện với một đạo sĩ. Đạo trưởng, liệu nên tiến hay lùi đây? Nhân sở nan tị giả, hành nhân dĩ tá tệ, nhân sở nan cát giả, hành nhân gia năng cát. Trịnh cư sĩ đã có câu trả lời trong lòng rồi, sao còn hỏi bần đạo? Vô căn thụ hoa chính ưu, tham luyến vinh hoa thủy kham hư. Phù sinh thị hải châu, đương khứ phiêu lai bất tự do. Vô biên vô ngạn nan bạc hệ, thường tại ngư long hiểm xứ du. Nếu quay đầu chính là bờ, mặc đại phong ba hoại liễu châu. Vừa nói xong, đạo trưởng quay người rời đi. Mà vị cư sĩ kia không người cúi đầu sau lưng đạo sĩ. Cầu thần xin quẻ, chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi. Sở Lục, cậu có tin vào xem quẻ bói mệnh không? Tôi tin không, nhất thời tôi hơi bồi rối. Tôi đã từng nói thầm với lòng mình mạng là do mình tự quyết định, nhưng khi thời gian trôi qua, mở rộng tầm mắt, tôi càng lúc càng phát hiện trong cuộc đời có quá nhiều thứ chúng ta không thể thay đổi, giống như cái chết của cha tôi, sự biến mất của mẹ tôi, hoặc như câu chuyện giữa tôi và Tô Mai hay có duyên không phận với Tề Lam. Tất cả những điều này lẽ nào là số mệnh ư? Hay chúng ta đi xin một quẻ bỏ đi xuống núi thôi.